Ngọc Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Rồi, Ngọc Diệp chào anh. Dạ, chào anh ông Diệp. Rồi, anh chào quý vị khán giả đây. Dạ, em chào quý khán giả cộng đồng mạng ở trong nước và ngoài nước. Rồi, sẵn thì anh cho quý vị khán giả cũng như các chị sắp đến với anh biết là anh tên gì, sinh năm bao nhiêu và mình đến từ đâu. Dạ, gốc gác em thì ở ở Đồng Tháp. Em sinh 1970, còn em đi sống ở Sài Gòn gần 20 năm nay. Em ở hiện giờ em đang ở đường Hàm Giác, quận 12, An Phú Đông. Rồi anh tên gì? Tên em Nguyễn Thế Tâm, ở ngoài Tên Hưởng. Hai tên ha. Dạ. Rồi. Em đi khoan khoan em anh đi em từ đi từ. gần thêm muốn gặp gấp vừa may mắn giờ em ở nhà ông bạn đại gia em giữ nhà cho ông. Rồi khoan từ từ anh. Rồi để tiếp tục cuộc trò chuyện, anh có cho phép em sử dụng hình ảnh cũng như là video đăng lên mạng xã hội với mục đích là kết nối tình duyên, đăng lên này không xóa được anh ha. Dạ em đồng ý. Dạ dạ Anh chịu trách nhiệm lời mình nói trong video này. dạ dạ em đồng ý. Rồi. Rồi hiện nay tình trạng hôn nhân của mình ra sao rồi anh? Dạ hôn nhân của em gãy đổ năm 2001 tới giờ. Rồi anh với bà xã mình có bao nhiêu người con? Em có hai đứa con rồi đó, ra tòa xong rồi vẫn quận đình ông mà cái con còn nhỏ đó. Rồi em đi đây đó cái thôi em cấp dưỡng là thời thời tiền lúc đó mà là em cấp dưỡng cho 60 triệu bạc, giờ sống vì mẹ con hết. Em hộ khẩu em có một mình thôi. Rồi từ lúc mình chia tay với chị già đến hôm nay mình có quen thêm người nào không? Em đi mằng hồ thợ này cũng gặp rồi cầu lao cũng kết bạn nhau ở thôi rồi, chứ không có chính thức. À, mình có cặp ở thôi chứ Dạ không có giờ kết muốn hôn. lên chương trình này kiếm cho nó chắc ăn rồi à, cái tuổi gì cũng lớn rồi anh ơi. Rồi. Rồi sẵn thì hồi nãy anh nói về công việc á, sẵn anh có thể nói lại và nói rõ hơn chút cho các chị hiểu không là hiện nay là mình làm công việc gì? Em đi mặn cũng gặp cái sự may mắn rồi nhiều người giới thiệu với quen cái ông bạn đó, cái đây là 10 năm rồi giờ em giới thiệu cho em vô làm đó. Cái nhà đó em cắt làm 1 năm, giờ em vô em coi cai quản giữ nhà cho người ta là chủ, ta không có chủ đó. Với ở đó chăm sóc cho ông bà ngoại ngoại làm con nuôi ông đó, con nuôi của bà. Ở quận 12 An Phú Đông, đường Hàm Giáp, nhà biệt thự Rồi ở đó mức thu nhập mình có đủ sống không? cuộc sống em thoải mái là đầy đủ. Ý là cái mức lương mình có đủ sống không á? Đủ Là ăn uống trong già đó luôn. mà cuối tháng là em còn y gan thôi, giống gì ta cũng lo cho mình việc Cũng ăn. mừng cho anh ha. Cũng Rồi gặp may khoảng bao lâu anh mới về quê một lần? em lâu lâu với quê với nhà chỉ có đám giỗ ông nội bà nội em có gì thôi. Nhà dưới em cũng có luôn, gần quốc lộ 30 đường Di Hồng Ngự. Rồi anh cao nhiêu, nặng nhiêu? Em nặng 62 kg, em cao 1m58. Rồi. Rồi ngoài đó ra thì trong cuộc sống hàng ngày tính tình mình như thế nào, anh cho các chị hiểu đi, biết để hiểu mình hơn. Em thì ít nói lầm đầm và cũng hơi kiểu sống mình cũng hơi 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 trầm cảm. Rồi ngoài đó ra thì anh có điểm mạnh điểm yếu gì không? Không, điểm điểm mạnh thì cuộc sống của em thì em gắng vượt qua cái này kia, chứ em hơi hơi nhút nhát tí. Rồi mình có rượu chè thuốc lá gì không anh? Không, thuốc đó giờ em hồi thanh niên tới giờ. Còn uống bia lâu lâu ông chủ em về 2 tuần ông diện lần thì có ngồi ổng uống vài lon với ổng. Nói chung thì bia rượu thuốc lá thì mình cũng có dùng bình thường không sao, nhưng mà mình làm có điểm dừng thì thôi, uống là điểm Giờ dừng. bị nhiệm vụ mình còn ông chủ cũng về, còn mình phá cửa phá nẻo lo cho người ta dẹp bàn dẹp ghế rồi nhiệm vụ phải lo. Rồi anh lên Sài Gòn lâu chưa? Em đi lên 2014 tới giờ, Lâu ha. sống đủ thứ từ Bình Dương. Ô, chỗ nào em cũng có sống chưa nè, mà đi sống rồi cuối cùng đi nhiều chỗ gặp may mắn ở cái chỗ này có phước, Lo ăn lo ở luôn lo ăn lo mà. ở nhà đại gia. Vậy nó sướng lắm, nó đỡ hơn cái mình nửa tháng rồi đóng tiền trọ nó mệt luôn. Ông chủ em ở bên chợ Tân Bình á, ổng tiệm vàng. Rồi hôm nay anh lên chương trình thì bên em cũng đơn giản lắm, anh giới thiệu bản thân là xong là được rồi, và anh đưa ra tiêu chí cái người phụ nữ sắp đến với anh nó như thế nào á, em có thể hỗ trợ anh là gợi ý.
Em bị em cái có hoàn cảnh với cô đó thì cũng cũng đơn giản, em cũng muốn bình dân bản thân của em thì cũng đi mằng thuê mà mướn thôi, chứ em thì giỏi, em không sợ cực khổ. Thấy cái cô mà đó nói á, thì em cũng đáp ứng theo cổ được. À, là anh đã xem chương trình và anh cũng thấy đồng cảm một cô trong chương trình rồi. Dạ, em coi nhiều lần, em coi chương trình anh dữ lắm. Anh sẵn anh có nhớ tên cô đó không? Em nhớ là cô Nguyễn Thị Điệp gì ở Long An mà bán hải sản gì đó chú Nguyễn anh. Thị Hiệp. Dạ, Rồi, anh xem kỹ cái video cô đó nói gì chưa? có em hàng đêm em nằm á, em có coi tới dòng sống mình mà ở ấy, là khi 10 giờ 1 giờ em mới có ngủ. Rồi anh thấy là đồng cảm với cô đó ở chỗ nào? Dạ, cô nó thấy chọn cũng bình dân, chọn không cần đẹp đi xấu Biết được đâu nhiều rồi. khi người ta nói vậy thôi Dạ, thì khi ta nói mình thì em cũng lên chương trình mà lại có gì em cũng nói sự thật, thứ hai người kết sao? nối là ở quán nước ở nơi gì đó, rồi em cũng nói về cái sự có hoàn cảnh của em vậy đó. Rồi Rồi ví dụ như sau này mình đồng cảm với người ta rồi thì mình tính ở đâu nè? bị em đi đi xa xứ cũng lâu rồi. Em cô đó cũng nói là muốn về lấy phụ giúp với có thì em làm được hết. Em Rồi bị em cực khổ là em không có sợ, em quen sống đi bằng thơ mướn mà anh. dạ Dạ. thì nói chung thì cái gì nó cũng phải có hai mặt nó hết. Giờ này thứ nhất mình á là mình đang ấn tượng cái cô Hiệp, Dạ. nhưng mà giờ chưa biết cô có ấn tượng mình hay không nè. Dạ Đó dạ. thì cái này cũng phải chờ duyên nữa, Dạ dạ. bên em thì sẽ hỗ trợ hết mình cho anh. Nhưng mà em nói ví dụ thôi nha, ví dụ như cô Hiệp đó không có đồng cảm với mình rồi mình có mở lòng ra cho các cô khác vào không? Chứ em cũng nói anh về là được không, là cái cô mà Nguyễn Nguyễn Hồ Hồng Lệ gì đó ông anh. Hồng Lệ hả? Dạ Hồng Lệ bên xe tải gì hả? dạ dạ quán xe tải chôm chôm gì đó Không, em nói thẳng luôn, cô Hồng Lệ anh chắc không có không hợp với anh đâu. thì em cũng nói thẳng với anh thôi, cái cô nào bản thân của em thì vậy đó, mà có kiếm cô nào vừa vừa chạm như cáp với em cũng được. Rồi vậy ha, dạ rồi coi dạ như là dạ ngoài cô Hiệp ra nếu mà không có duyên được thì em không cần cao sang gì mấy, dạ trung bình với em là được rồi. nãy giờ không biết anh hiểu ý em nói chưa nè. Ví dụ như những cô anh chọn em sẽ hỗ trợ cho anh hết mình, Dạ nhưng mà ví dụ như không duyên không đến được với mấy cô đó, anh có mở lòng cho các cô khác vào không? dạ được, dạ Được phải được không? được. Rồi ví dụ như là chiều cao cân nặng này anh muốn cho các chị sắp đến với anh á là như thế nào? Vừa vừa bị em xa xa em 62 kg, vừa vừa cao hơn em một chút chứ nặng hơn em chút đỉnh thì cũng được. Rồi độ tuổi nào mới hợp với anh? Tuổi thì em thì hôm nay là năm 55 giờ. Dạ, cô có đình ông thì mình lớn hơn đình bà chút coi được, nhỏ hơn em chừng vài tuổi vậy. Dạ. Rồi đó ra thì ví dụ như là anh muốn cái cô sắp đến là vùng miền nào mới hợp với anh à? Dạ Ý là vùng miền nào mới hợp với anh á? em khoái miền Tây. dạ Miền Tây thôi ha. dạ sẵn đây về nhà với được cho nó gần, chứ đi xa nữa em về quê. Dạ đi về Rồi. quê còn lên lo cho ông chủ nữa, về chỉ được có 2 ngày thôi. À, quý vị cô chú anh chị và các bạn xem nó hơi ồn một chút do trời đang mưa. Rồi không có thời gian rồi sau này đủ như sao mà mình phải tranh thủ mà có một chút thời gian, dụ như mình còn Có mấy mình trước đây khi mình đi đây mình cũng xin cha ông ngoại ngoại rồi, ổng cứ việc đi có gì mình sáng sáng sớm em lo cái việc gia đình của cho người ta trước rồi không là anh phải đi. biết rồi, ý em nói anh cái gì tới đây nè, ví dụ như mà mình có quen được người nào anh cũng nên sắp xếp một chút thời gian để gặp người ta thường xuyên á thì tình cảm nó mới gắn kết Dạ được, được được anh chứ xin mà đi dụ được. như mà lâu lâu gặp lần thì tình cảm nó đâu có thân mật được. Sáng 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 sớm mà em lo chừng nửa tiếng hồ là xong rồi, là em nghỉ tới chiều tới nhận ngày mơi em mới công việc của em nữa. Thôi thì Dạ. anh cũng đã có chọn sẵn rồi thì em cũng không có hỏi gì thêm nữa, anh cũng đơn giản quá mà. Vậy thôi Anh gắng ha, giúp cho em. giờ biết nói gì đây thì chờ duyên thôi, em sẽ Dạ hỗ dạ. trợ cho anh hết mình. Cũng mong Thấy là anh với cô Hiệp có đến với nhau được ha. dạ thấy cô nói là em đáp ứng được. Dạ. Chứ em cũng hiền. Dạ. Rồi rồi anh gửi lời gì đến cô Hiệp đi. Thôi tới chương trình này thôi em cũng có lời cô Diệp thôi Hiệp Hiệp
cô Điệp Hiệp đó. Hờ Hiệp á. Dạ cô Điệp. Dạ. Rồi nói đi anh. Cho em được chọn cô được nhiều may mắn sắp đến. Rồi anh chào quý vị khán giả này. Em chào quý vị khán giả cộng đồng mạng. Chào anh Ngọc Diệp. Rồi hôm nay em cũng cảm ơn anh đến với chương trình. Trước khi kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc quý vị một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Rồi em chào anh ha. Chào.